Tổng thống Putin khen ngợi cầu Crimea, ông Poroshenko phẫn nộ. Quý vị và các bạn thân mến, khi tham dự lễ khai trương cây cầu bắc qua eo biển Kerch đến bán đảo Crimea, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đánh giá cao chất lượng lớp trải nhựa trên cây cầu Crimea và cảm ơn những người đã góp phần làm nên cây cầu tuyệt vời này. Ông Putin nói mọi thứ đều tiện lợi, đẹp, bền vững, tôi hy vọng thế. Đây là hỗn hợp nhựa bê tông trải đường rất là tốt và hiện đại ông cũng cảm ơn những người đã xây dựng cây cầu crimea và nói rằng phép lạ mà nước nga mơ ước từ thời sa hoàng đã trở thành hiện thực tổng thống hoan nghênh tôi chân thành chúc mừng các bạn về ngày lễ đáng nhớ này theo ý nghĩa là một ngày lịch sử bởi vì trong giai đoạn lịch sử khác nhau thậm chí từ thời sa hoàng mọi người đã mơ ước về việc làm thế nào để xây dựng cây cầu này và bây giờ cuối cùng nhờ vào công việc tài năng của các bạn điều kỳ diệu này đã xảy ra cảm ơn các bạn rất nhiều khi tham dự lễ khai trương cây cầu Crimea, Tổng thống Putin đã tự lái một chiếc xe tải hiệu Kamaz dẫn đầu đoàn xe phục vụ xây dựng cây cầu khoảng 30 chiếc để kiểm tra chất lượng của cây cầu này. Việc Tổng thống Vladimir Putin lái xe tải quá cỡ, cỡ lớn qua cây cầu mới khánh thành đối đất liền Nga với Crimea đã làm dấy lên các nghi vấn rằng liệu nhà lãnh đạo Nga đã có bằng lái xe tải để điều khiển chiếc xe trong một sự kiện quan trọng như vậy hay chưa. Thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov. Sau đó trả lời rằng Tổng thống có dấu loại C trên bằng lái, cho phép ông được phép lái các phương tiện có tải trọng hơn 3,5 tấn. Tổng thống đã có bằng lái này từ rất lâu rồi, khoảng 20 năm hoặc nhiều hơn thế. Tổng thống Putin từng hồi ghế lái nhiều phương tiện. Ông từng được nhìn thấy đã lái xe ô tô với các thương hiệu xe trong nước như Lada Kalina hay lái xe tải sau cuộc họp với thành viên đội đua Kamaz Master hồi năm 2005. Tổng thống Nga cũng đã ngồi thử trên chiếc máy gặt đập liêm hợp, thậm chí đã lái một chiếc mô tô trên đường đua và đã phàn nàn rằng ngay cả chiếc ZAZ-968 cũ mà ông sở hữu thời Xô Viết còn có nhiều không gian cho người lái hơn. Ông Putin cũng đã từng lên một chiếc máy bay quân sự, từng ngồi trên ghế phi công trưởng dù không nắm quyền điều khiển thật khó để có một giấy phép lái các phương tiện bay như một phi công khi là lãnh đạo của một quốc gia như tổng thống nga cũng đã tham gia chương trình thử nghiệm thuộc dự án cứu hộ loài xếu trắng quý hiếm có trong sách đỏ ông đã lái tàu lượng dẫn đường đưa đàn xếu bay đi tránh rét trở lại sự kiện lịch sử trên bán đảo crimea tổng thống ukraine petro poroshenko đã lên tiếng chỉ trích lễ khai trương cây cầu của nga ông viết trên facebook xây dựng cầu bất hợp pháp là một bằng chứng về việc vi phạm các luật pháp quốc tế của điện kremlin ông poroshenko nhắc lại chính quyền ukraine đã nộp đơn lên tòa án trọng tài theo công ước liên hiệp quốc về luật biển yêu cầu bảo vệ quyền lợi chủ quyền liên quan đến việc xây dựng cây cầu bất hợp pháp Ông Poroshenko cảnh báo, thật không may là chính quyền Nga đang cố gắng lôi kéo cả đại diện của doanh nghiệp châu Âu vào cuộc phiêu lưu xây dựng cơ sở hạ tầng. Bằng cách đó, họ cố gắng trốn tránh trách nhiệm pháp lý quốc tế. Cây cầu sẽ là cần thiết cho những kẻ xâm lược khi họ rời khỏi Crimea của chúng tôi cùng đồng thuận với quan điểm này bộ trưởng về vấn đề châu âu của bộ ngoại giao anh ông alan duncan cũng lên án việc nga tổ chức khai trương lễ xây dựng cây cầu này tuyên bố từ bộ ngoại giao anh cho biết bộ trưởng về vấn đề châu âu sir alan duncan đã lên án về việc khai mạc cầu từ nga đến crimea và nhấn mạnh mối lo ngại của anh về tình hình nhân quyền ở bán đảo tuyên bố nói rõ crimea là lãnh thổ của ukraine và việc nga sắp nhập bán đảo là vi phạm luật pháp quốc tế Việc thông xe cây cầu là vi phạm chủ quyền của Ukraine và là một ví dụ khác về hành vi liều lĩnh của Nga. Chúng tôi tiếp tục làm việc với các đối tác của mình trong việc phản đối việc sáp nhập, bao gồm việc duy trì các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt. Trong khi đó, cơ quan đối ngoại của Liên minh châu Âu cũng không bỏ qua sự kiện lịch sử này của Nga. Đại diện cơ quan này, bà Masha Kosićanisic, đánh giá sự kiện khai trương cây cầu bắc qua eo biển Kerch là vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Bà Maja Kosianchik nói, Nga đã cho xây dựng cây cầu bắc qua eo biển Kursk đến bán đảo Crimea mà không cần sự đồng ý của Ukraine. Đó là một sự vi phạm chủ quyền của Nga về vấn đề toàn vẹn lãnh thổ Ukraine. Việc xây dựng cây cầu nhằm mục đích tiếp tục hội nhập bắt buộc sắp nhập bán đảo với Nga một cách bất hợp pháp và cô lập nó khỏi Ukraine. Mà đó là một phần của đất nước này. Cây cầu hạn chế sự di chuyển của tàu qua eo biển Kursk đến các cảng Ukraine trong biển Azov theo lời bà liên minh châu âu tiếp tục lên án việc nga âm mưu xâm lược crimea sevastopol bất hợp pháp và không công nhận sự vi phạm luật pháp quốc tế này